Hello, xin chào toàn thể anh chị em nhé. Trong cái video ngày hôm nay lại chia sẻ cho anh em cách chúng ta làm một cái bể xi măng, làm một cái bể bạt, hoặc là chúng ta làm một cái bể đi, đại loại là một cái bể, và chúng ta sau đó chúng ta làm cái đường ống thoát nước như nào. Thì hôm trước cũng đã đăng một video rồi, nhưng hôm đấy tôi quay bằng cái máy máy điện thoại nên là nó chất lượng nó hơi kém. Thì hôm nay lại quay lại và sẽ chia sẻ anh em chi tiết hơn, quay nhìn đẹp hơn cho anh em để anh em xem rõ, chúng ta hình dung ra được cách chúng ta làm những cái bể cá để nuôi cá, nuôi ếch, nuôi cua, nuôi ốc nhồi như thế nào nhé. Đó, đây là tổng quan khu bể của tôi này. Thì hôm trước cũng đã chia sẻ anh em rất là nhiều rồi, rất là nhiều anh em hỏi về cách làm như thế nào. Thì hôm nay chia sẻ lại anh em mô hình này khá là hợp lý anh em nhé, khá là hay. Đây, cái dãy bể này là trước là làm nuôi ếch này, nuôi ếch, nuôi cá, nuôi được tất cả các loại nhé. Đây, cái bể này thì có diện tích là 15m anh em. Mình làm 15m. Đấy, cái chiều này là chiều 5, còn chiều kia chiều 3m. Đó. Thì mình làm có mỗi bể này là diện tích như thế thôi, cho nó dễ quản lý anh em. Các cái bể thì được ngăn cách nhau bởi những cái tấm, những cái bờ tường như thế này. Và ở giữa hai cái dãy bể, ví dụ như đây, thì mình thiết kế một cái đường ống xả nước ở giữa này để cho nó dễ và nó tiết kiệm được diện tích. Chứ anh em mà làm ví dụ bể nào anh em cũng làm một cái lối này thì nó sẽ chiếm diện tích nhiều hơn, đúng không? Ở đây thì mình tận dụng hơn, cứ hai bể ghép lại thì làm một cái đường ống bên kia cho hai cái dãy khác nhau có thể chung vào một. Đó. Đấy, bể này thì anh em đào cái dầm bên dưới và chúng ta làm chắc chắn bằng bê tông cốt thép như này thì là sẽ được lâu lâu năm hơn anh em nhé. Còn anh em nào thích chơi bể bạt thì sẽ làm theo hình thức bể bạt, nhưng mà cái thời gian chỉ được 1 đến 2 vụ thôi là nó sẽ bị hỏng và anh em phải làm lại. Đấy. Cái bờ này thì chắc chắn luôn, không sợ chuột. Đấy, ưu điểm là không sợ chuột bọ. Đấy, chắc chắn. Nhưng mà nhược điểm là cái chi phí nó hơi cao. Đấy. Ưu điểm nữa là thời gian được dài hơn, còn hơn cái bể bạt. Còn bể bạt thì nó lại được ưu điểm là dễ dàng linh động và áp dụng trên những cái địa hình ví dụ như vườn hay các cái loại khác nhau. Chúng ta có thể thiết kế được. Ví dụ đơn giản như bên kia chúng ta không xây được, đúng không? Thì chúng ta làm luôn một cái bể bên trên kia. Khá là ok. Bể luôn trên vườn này luôn. Đó. Và khi mà ví dụ mình nuôi cá hay là mình linh động, mình di chuyển được ấy, mình bê luôn cả cái bạt, khung bạt cái đi được. Bạt thì có thể là bạt di động, là chúng ta hàn một cái khung bằng sắt sẵn. Chúng ta lắp cái bạt, chúng ta đặt may sẵn rồi, chúng ta lắp lên. Hai là chúng ta đóng cọc tre. Đóng cọc tre, cọc gỗ trực tiếp xuống và chúng ta tự mua bạt về chúng ta tự làm. Đấy, có nhiều hình thức nhé. Đó, về chia sẻ anh em là có hai cái hình thức như thế. Về cái chiều cao của cái bể này. Đấy, ví dụ chiều cao của cái bể này thì mình đang làm nó rơi khoảng độ 1m anh em. Đây, chiều cao này nó rơi khoảng độ 1m nhé. Đó, 1m này. Thì thường là nuôi các cái đối tượng, ví dụ nuôi ếch thì mình chỉ để cái mực nước. Đây, mực nước khoảng tầm này thôi nhé. Mực nước khoảng tầm này là để nuôi ếch này. Khoảng 5 đến 10 phân nước tầm này. Đấy, ngày thay nước một lần. Còn để nuôi cá trê thì mình sẽ để mực nước khoảng 30 hoặc là 40 là lên ngang đây anh em nhé, 40. Còn nuôi những cái cá phức tạp hơn thì chúng ta có thể được mực nước cao hơn một chút. Đấy, về chúng ta làm như thế này. Và chúng ta sẽ làm ví dụ một cái bể nó có chiều như thế này ấy, thì chúng ta sẽ làm cái đường ống thoát nước ở dưới này và nó cái chiều nghiêng. Làm sao đó cho tất cả cái nước trên này khi mà chúng ta xả nó sẽ dồn về cái rốn này này. Đó. Thì khá là hợp lý nhất. Ở dưới cái rốn này thì anh em ở phần đuôi của cái bể này anh em làm một cái rốn như thế này luôn, cả rộng ra thế này để chúng ta bắt nó dễ này. Thì tất cả nước chất thải các thứ là nó sẽ dồn về đây hết. Đấy, dồn về đây và là chúng ta lắp một cái đường ống đây để cho chúng ta xả hết. Anh em lưu ý thì cái ống này chúng ta sẽ lắp mà ngang với cái mặt này nhá, ngang với cái mặt đây này. Mặt đáy này. Để cho nó chảy ra ngoài kia được. Đấy. Anh em lưu ý cái ống này này. Cái ống này làm anh em nhìn tôi thiết kế đây. Đó. Chia sẻ anh em một video trước rồi. Hôm nay chia sẻ lại. Đấy. Cái ống này để nó thoát được chất thải ra này. Thì chúng tôi dùng máy khoan. Chúng tôi khoan những cái đường như thế này anh em nhé. Đây. Khoan những cái đường dọc này này. Thường là chúng ta đục. Đa số anh em là đục theo cái lỗ này này. Nhưng mà cái này thì nó lại chiếm diện tích nó ít quá. Nên bây giờ chúng tôi khoan những cái lỗ dài này. Để cho những cái rác thải mà nó có chiều dài hơn ấy, nó có thể lọt qua được anh em. Và lưu ý khi mà chúng ta thả cá mà nó bé hơn cái này ấy, thì chúng ta giai đoạn đầu chúng ta vẫn phải bọc một cái lớp lưới ngoài này nhé. Sau khi mà cá nó to hơn cái giai đoạn này chúng ta mở cái lớp lưới ra.
thì nó chất thải nó ra được rất là ok anh em. Chúng ta làm càng nhiều thế này thì cái lượng nước thay nó càng được nhanh anh em nhé. Đấy, đầu này chúng ta có một cái đầu bịt lại này. Còn đây là bên trong, còn bên ngoài đây. Đấy, bên ngoài nó sẽ dạng như này anh em. Đó, bên ngoài là cái ống nó thò ra là bên này này. Đấy, thì chúng ta lại thiết kế một cái ống để chúng ta bịt vào đầu đầu bịt của nó. Khi chúng ta nghiêng thế này này, chúng ta nghiêng thế này thì nước nó sẽ tự động chảy ra. Còn khi chúng ta không muốn nước ra thì chúng ta nghiêng lên lại. Đấy, chúng ta vặn ngược lên thì cái mực nước trong kia nó sẽ trong cái bể này này. Đấy, nó sẽ bằng chính bằng cái mực nước trong này, trong cái đường ống hiện tại đây. Đó, về cái nguyên tắc áp suất ấy, bên ngoài thấp hơn bên bên trong thì nước nó sẽ tự động chảy ra. Chúng ta lắp ở rốn này để mục đích là chúng ta xả được cái tầng đáy anh em nhé, xả được tầng nước dưới đáy, vì tất cả các cái chất thải của con cá này nó sẽ tập trung ở dưới đáy này, nó sẽ ra bên ngoài. Đấy, cái gì làm ra nó cũng có cái lý do của nó cả anh em nhé. Đấy, kinh nghiệm bao nhiêu năm thì làm được những cái bể mà nó ưng ý thế này. Đặc biệt cái rốn này anh em nên làm nhé. Nhiều anh em cứ lắp không cái này thôi ấy, thì nó cái nước nó rất là khó thoát, nhưng mà anh em lắp luôn, anh em làm luôn một cái rốn như này này, sau này cá nó dồn tất cả về đây, chúng ta bắt chúng ta thu hoạch cực kỳ tốt, cực kỳ nhanh anh em, nó sẽ dồn tất xuống đây và chúng ta dùng vợt để chúng ta xúc dưới này. Đấy. Ngoài ra thì trên cái bể này này mình làm bằng gạch, lót gạch hết anh em để cho nó láng ấy. Ví dụ con cá mà nó bơi lội, nó bơi lội, những cái dòng cá này cá da trơn nó bơi lội ấy, thì nó sẽ đỡ xước anh em. Thì mình làm lại, mình làm lại cái này lót bằng gạch thì nó rất là ấy này, rất là phẳng này. Đấy. Và chúng ta rất là dễ vệ sinh nhá. Và nó ít bám được các cái vi khuẩn lên đây. Còn ở các cái mặt nhám thì vi khuẩn nó sẽ tồn tại rất là nhiều và nó chất bẩn rêu nó bám rất là cứng và lúc chúng ta vệ sinh nó rất là khó. Thế đấy là cái lý do anh em nhé. Đó. Các cái vết này anh em, các cái góc cạnh này anh em làm lại để làm sao này cho nó giữ được nước nhé, nó không bị nứt, nước nó ra ngoài nhé. Đó. Tiếp theo nữa cái gì nhỉ? Chia sẻ anh em cái gì nhỉ? Đó, thì là tổng quan cách làm là như thế thôi. Bên trên thì anh em hàn các cái khung sắt như kia. Đấy, các cái khung sắt đây. Các cái khung sắt để chúng ta làm một cái hệ thống lưới đen bên này, giảm ánh nắng nhé, chứ không phải là chắn hoàn toàn, giảm ánh nắng trực tiếp vào cái bể. Đấy. Vì cái nắng nó bây giờ nó khá là gay gắt so với thời xưa, nên là chúng ta làm cái nắng này nó giảm một phần nào đấy thôi. Vẫn phải để một cái hở ra và những cái lỗ nhỏ li ti này nó sẽ vẫn có ánh sáng chiếu vào, con cá nó thích nghi, nó phát triển tốt hơn anh em nhé. Cái đường ống vào thì mình thiết kế một cái hệ thống dàn bơm nhé. Đầu kia đặt một cái máy bơm anh em, thì bơm đều cho tất cả các bể, mà mỗi cái bể thì có cái hệ thống van khóa bình thường này, khóa này là khóa qua đây, nó sẽ bơm ra, đó, bơm ra đây cho anh em. Bể nào cần bơm thì chúng ta bơm, mà bể nào không cần thì chúng ta ấy. Lưu ý là chúng ta thiết kế cái đường ống vào ống ra nó phải đối chiều nhau anh em nhé. Ví dụ đầu này đầu vào thì đầu kia đầu ra, thì khi mà chúng ta nước nó chảy xuống đây này thì nó sẽ dồn chất thải xuống dưới kia là nó ra, chứ anh em mà thiết kế luôn cái ống xả ở đây thì nước ở đây nó cứ chảy ra chảy vào đây thì nó không có tác dụng nhá. Phải thiết kế đầu này. Đó. Cái gì thiết kế nó có cái lý do của nó cả anh em nhé. Nên anh em phải lưu ý một số cái vấn đề như thế. Đây, hôm nay chia sẻ anh em cách làm bể như thế. Anh em nào mà có cái thắc mắc ý kiến gì thì đừng quên để lại phần bình luận nhé. Nếu mà cảm thấy video này hay mà chia sẻ anh em thêm kiến thức làm thì anh em có thể liên hệ cho mình để lại một bình luận để ủng hộ mình nhé, để biết là mình anh em đã xem video. Bên ngoài này thì mình làm thêm cái đường ống, tất cả các cái hệ thống nước thải ra sẽ đi ra ngoài cái kênh mương này anh em này, để đổ ra ngoài cái mương ngoài đồng ruộng ấy. Đó. Đấy, bể bên này là bể nuôi cá chê, chê ta. Đấy, cách làm là như thế anh em nhé. Anh em nếu thấy hay thì đừng quên thả like thả tim nhá. Đấy, bên này là ếch bố mẹ này. Thì hôm sau mình sẽ chia sẻ anh em cách để úm ếch bố mẹ này nhá. Đấy, bên ngoài này vẫn có vườn cây gà, nuôi gà các thể loại. Đó. Đấy, thế thôi, video hôm nay chỉ có đơn giản như thế này thôi. Anh em nào mà mới khởi nghiệp thì chúng ta làm những cái hình thức nhỏ hơn, chúng ta làm bể bạt. Còn sau này có tiền rồi chúng ta sẽ xây những cái hệ thống cố định như này, chúng ta nuôi hết con này sang con khác đều được nhé anh em nhé. Đó. Tổng quan đấy anh em, rất là đẹp luôn, rất là ngăn nắp gọn gàng luôn nhé. Hôm nay là một ngày trời nắng nhưng mình đứng dưới cái
cái lưới này nên nó khá là mát. Đấy. Ok, cái video hôm nay chia sẻ anh em đến đây thôi. Xin kính chúc anh em thật nhiều sức khỏe, những ai đang yêu quý mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo nhé. Xin chào.